Nè, nghĩ lại đi. Tài năng như cậu, giải nghệ thiệt là phí. Anh có nhớ mua đồ cho em không? Để anh nấu cho. Ừ. Sắp xếp cho ta một trận đấu nữa với thằng Phi. Nó dễ nghệ rồi. Ai cho nó giải nghệ? Apuro tu, lovely, buon avvenuto. Muốn chú tái đấu thêm một lần nữa. Tiền cược lớn, dư sức về Việt Nam chữa mắt cho lành. Anh phải đấu thêm một trận nữa. Trận cuối. Có chắc không? Anh hứa. Valetti! Valetti!
Ba Râu muốn gặp chú. Tốt nhất đừng chọc giận ổng. Mày vừa làm cho tao tốn một mớ, nhưng tao lại không muốn về tay không. Mày biết tao là ai chứ? Tiếng lành đồn xa. Đỡ. Biết đừng bì đấy. Tiếng ác còn đồn xa hơn. Có khẩu khí. Ngựa tốt từng hay có tật. Tôi không có ý định làm trâu ngựa cho ai hết. Trâu ngựa mà gặp đúng chỗ là phúc lớn. Chú mày về làm cho tao, cả một tương lai tươi đẹp đang chờ. Mấy thằng ở lò này từng theo ông, không bị bắn thì cũng đi tù. Tươi đẹp quá ha. Cái lỗ rồi mỗi kẻ làm gì. Nhưng họ là con người. Mày về nói cái gì? Nói lại tao nghe coi. Mày sợ à? Lưu manh cặn bã. Ông già tao có lần đánh bạc thắng lớn mà ông không vui. Tao hỏi thắng mà sao quạo. Ông bảo tôi nói giống kêu tao là thằng biệt. Rốt cuộc các sòng bạc đó bị ông phá nát, bệnh từ miệng mà vô, quả từ miệng mà ra. Mày nghĩ mày là ai? Mày muốn chơi? Được, tao chơi với mày. Anh ấy đâu có tội gì. Nó không những từ chối lời đề nghị của ta mà còn xúc phạm. Tính của anh nóng nảy bộc trực, nhiều khi nói mà ông suy nghĩ. Xin ông you
Subi fatar frato. A Mội đã bỏ trốn từ hôm qua. Trước khi trả thù, nên tự đào mộ cho mình. Nếu cần, tôi có thể đào hàng trăm cái mộ. Khi con trai tôi bị đánh chết ở sàn đấu này, lòng tôi cũng đầy hận thù như cậu. Tôi đã tìm được kẻ giết con mình. Kẻ đó chính là cậu. Nắm đấm vốn không có mắt, nhưng người dùng nắm đấm thì có mắt. Ông đã có nhiều cơ hội, sao còn chưa ra tay? Mắt đền mắt thì cả thế gian này sẽ đuôi mù. Một nơi ở Việt Nam được gọi là đỉnh Mù Sương, đó là địa bàn chính của Ba Râu. Tôi không cản bước cậu, nhưng cậu nên nhớ, hận thù là liều thuốc độc và báo thù không phải là thuốc giải.
Chào trưởng bản. Trưởng bản vẫn khỏe chứ? Cái ác vây quanh, cái sức phải khỏe. Tôi có một món quà biết không? Đây là một cây kiếm tốt. Thứ để giết người, càng tốt, càng xấu. Sai rồi. Tốt hay xấu là do cách nhìn thôi. Trưởng bản cứ nhận đi. Thư đồ chơi con nít, ta lấy làm gì? Trưởng bản rất biết cách trân trọng quà tặng. Ta chỉ trân trọng cái gì chân thật. Coi như tôi thiếu chân thật rồi. Quà đã trao, ta đã nhận, có lời cứ nói. Ông thấy đề nghị của tôi thế nào? Việc không tốt, ta không làm. Lại sai nữa rồi. Tốt hay xấu là do cách nghĩ thôi. Ông sẽ có rất là nhiều tiền. Tiền không sạch, ta không cần. Làm bình phong cho tôi, ông có thể bảo vệ rồi. Hơn nữa, các loài hổ báo cáo chọn cũng sẽ yên ổn. Nếu ta không ưng, ngay cả trâu bò lợn gà cũng khó mà thở. Người giam dò nạt ta. Bằng năm tấc lưỡi khó mà thuyết phục được hoàng ba. Tôi còn một món quà nữa. Yên tâm, nếu chúng ta là anh em tốt thì bọn trẻ sẽ an toàn. Theo bao lâu thì yên ổn? Chống bà râu sẽ hỗn loạn.
nhà hy vọng. Giỡn mặt hả? Hy vọng hay tuyệt vọng, kệ bà tụi bay. Tao mấy chị băng tâm á. Băng tâm hả? Tao cho băng hà luôn. Một là bỏ cái túi xuống, hai là mỗi thằng một cây nhang. Sao con có cái dòng đó? Con được thử. Con nhìn chú quen quá à. Chú ở trên tường nhà con á. Chị băng tâm lên bảng vậy, chắc là cũng sắp về rồi đó. Lâu lắm rồi, thầy trò mình không gặp nhau. Dạo này chị lành khỏe không? Mà sao chị không về đây với thầy? Anh về để trao lại cho cô một thứ. Wow, cuốn bí kíp của thầy. Ngoài ra, anh còn một chuyện quan trọng cần nhờ cô. Cô giáo Giang ơi, cô giáo đây rồi. Nay con lại đến làm phiền chú nè. Cái sách bon chè đọc hết rồi. Bữa nay cô giáo đem cái gì tốt đẹp lên đây? Phi, thầy của con từ Banadi mới về nước. Còn đây, chú Phan Ba, trưởng bản Mùa Sương. Chú có biết một người tên Ba đâu? Về nhà khách, nghỉ ngơi đi. Ta nói chuyện này sau. Việc con chó phản chủ. Come on,
Baro đã trở về đỉnh Mù Sương. Tôi có nghe báo cáo, hắn đang tổ chức buôn người qua biên giới, trẻ em và phụ nữ. Đại ca, vẫn chưa có đủ hàng. Tới thị trấn bắt ngươi. Con cáo già này có hai cánh tay, đầu trọc và vòng a co. Bên cạnh vòng a co có người của ta. Cậu cần sớm phối hợp để tìm ra hang cáo. Còn anh chàng võ sĩ, hãy để mắt tới anh ta. Sao ơi? Ê cậu, muốn kiếm tiền không? Tiền nè, cặp nguyên, chiều nay sổ, tha hồ tiền. Chép, ngồi xuống lột bắp cho tao. Việc lớn thì còn có thể miễn phí, còn cái này việc nhỏ phải có tiền. Năm sĩ chơi được. Má, ba sĩ, không được thì biến. Ừ, vậy tôi kêu thêm hai đứa em bốc chung nha. Chơi mày luôn. Chỉ trên đỉnh Mùa Sương mới có sóng. Ta không thể giúp cậu được. Tại sao không? Nó cũng chính là kẻ thù của ông. Cái thân già này ta không tiếc, nhưng ba râu ác lắm, nó sẽ hại dân làng. Chỉ cần ông giúp tôi, nó sẽ bị tiêu diệt. Đang yên ổn, vậy sông tao do làm gì? Đi chung với ma quỷ, ông nghĩ sẽ yên ổn sao? Cậu con trẻ, còn có thời gian tra gia cho quân ngông. Tôi tưởng ông là sói rừng. Ai dè, chỉ là rùa núi. Ta là ai? Cậu chưa đủ tuổi để phán xét. Dừng ở đây.
Cô giáo Băng Tâm là ân nhân của ban nên ta không trách cậu. Ta muốn mời cậu uống rượu. Ông có thấy Băng Tâm đâu không? Không. Chắc là có chuyện. Rượu của Vong A Co. Vong A Co. Người của Ba Râu. Tao ơi, tổng mộng là chết rồi mà đổi. Em là bé hai. Còn chị? Chị tên gì? Trinh. Ủa, chị là Trinh. Đợt này xuất cả trăm cái thiệp. Má, sếp cái cho mập. Nhìn lại tao với mày. Ôm nhôm. Ngoài trà mùi xương còn trà nào nữa? Mày nhớ con nhỏ làm cô giáo không? Nhớ. Tao không ngờ nó giỏi võ ghê mày. Nhưng mà xui, nó gặp phải thắng chuột này. Nga mi côn lôn Quỳnh Xuân trời hết. Sao mấy đứa lại ở đây? Tại anh gà á, khoái ăn bắp quá mà. Chắc mình tao. Hai bên gà uống nước, cái lăn ra nằm ngủ. Còn em không có uống, cái bị ông kia đè ra đổ vô miệng luôn á. Bà chị cũng đi bắp bắp đúng không? Chị Trinh, giúp em với. Dẫn nội công đi.
Trinh gà tre đâu? Nghe ơi, chị Trinh ơi. Để tao nói, thật sự là tao không biết. Ai biết? Bọn A Co. Đừng! Người mình. Sao thầy biết mà tìm được tới đây? Vàng Pa đã lừa mình. Chính ông đã sắp đặt mọi chuyện. Vàng Pa? Em biết Vàng Pa, ổng là người tốt. Thầy, còn hai đứa nhỏ đang bị bắt. Hai đứa nhỏ nào? Gà Tre với bé Hai. Chú Phi, cứu Hai, cứu gà. Phải tìm cách cứu tụi nó. Đó không phải là chuyện của anh. Anh còn chuyện khác quan trọng hơn phải làm. Thầy, còn chuyện gì quan trọng hơn cứu người? Sao thầy nỡ bỏ tụi em đi lúc này? Tinh thần võ sĩ của thầy đâu?
Đeo cái đó làm chi? Áo giáp trong băng liền. Giờ bà muốn làm hạt đậu hay do đậu? Đi bộ. Chân con bị trật rồi, con ráng chịu đau nha. Lại trở thành những món hàng vô giá, được bọn tư tiền lắm bình săn lùng. Có một thằng võ sĩ từ Banadi về, nó đang dò hỏi về đại ca. Chính nó đã giúp lũ chuột kia trốn thoát. Thằng phí. Tao đã tha cho mày, mày lại mò gì đây? Mày tiêu rồi, thằng.
thằng thất bại. Thế giới này không có chỗ cho kẻ thất bại. Mày tới đúng lúc lắm con. Ông nội mày đang đói lòi bạn Hồng nè. Lấy đỉnh Mù Xuân làm chuẩn. Chúng ta sẽ vượt suối thượng nguồn, đi qua chảng Cỏ Lao, rồi dòng về bản. Tuy đường hơi xa, nhưng mà dễ đi. Còn Văn Phá? Mày đi dọn sạch từng mét rừng cho tao. Bắt kết, bắt sống thằng Phê thất bại. Nhảy xuống đỉnh Mù Xuân cho nhanh. Mày. Đại ca yên tâm, em chưa bao giờ thất bại. Từ nhỏ anh đã phải lang bạt kiếm sống, may mắn được sư phụ đem về nuôi. Chỉ tiếc là người đã không còn nữa. Đời anh chỉ biết đánh đánh, cho đến khi gặp lành. Anh đã hứa sẽ đưa cô ấy đi chữa mắt, nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Em tin là chị ấy đã từng rất hạnh phúc. Bị đau chân không? Hai bớt nhiều rồi. Thuốc của chú Phi hay lắm á. Nghe muốn thử thuốc của chú Phi không? Dạ muốn. Vậy mình đi tắm suối ha. No. Thank you.
quay lại, chạy. Trinh và Gà Tre đâu? Em canh chừng hai đứa nhỏ. Để anh quay lại tìm. Thì Trinh chết rồi. Chúng ta phải tiếp tục đi. 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 Con leo được không? Dạ được. Chị Trinh mà không cứu chắc tao chết rồi. Tụi nó còn đường đuổi theo mình không? Còn đường vòng qua núi. Em ở lại canh chừng tụi nhỏ để anh chặn tụi nó.
mau, cứu mau, cứu. Nó kìa. Khe núi rồi đúng không? Để gà xe xả thân kiếm nước cho. Đi gần thôi, coi chừng bị lạc á. Nghe chị, hai đứa ngồi yên đây nha. Dạ. Tao. Oh!
con. Chuột mà trốn thoát, ông sẽ thấy Barrow nổi giận. Chính các ngươi đã cam kết không đụng tới người cô ta. Có đứa dân bản nào đâu? Cô giáo Băng Tâm. Nó ở dưới xuôi lên dạy học. Liên quan mẹ gì? Ông lo cho con ông đi. Chặn ở cửa rừng, bắt hết cả đám tụi nó, xong việc. Tôi sẽ đưa ông đến gặp Barrow. Sẽ có trọng thưởng. Hai, nghe ơi, chị về rồi nè. Tưởng mày ghê gớm lắm chứ, cuối cùng cũng là thằng thất bại. Thế giới này hết chỗ cho mày rồi. Nghe ơi, Hai ơi, Nghe, Hai, Hai ơi, chú Phi, chị Tâm, anh già. Thank you.
Đại ca, mọi việc xong hết rồi. Ủa, đại ca đâu? Dạng của mày đáng thương quá, giống chó cùng phá vậy. Tao sẽ không lấy mạng của mày đâu. Nhưng tiền bạc từ tay phải qua tay trái cũng phải dính lại một chút. Hoàng ba, hãy tôi với ông đổi chỗ. Ông lo cho tổ chứ, còn tôi đi làm trưởng bản. Đỉnh Mù Sương rất là đẹp. Dạ dạ ông. Rất là hiếu khách. Tại sao? Tại sao mà giết vợ tao? Sai rồi. Đáng lý ra mày phải hỏi tại sao tao không giết mày. Viên tiếp theo sẽ xuyên thủng đầu mày. Giết người sẽ gây nghiện. Cái gì nghiện đều không hay. Tính của anh nóng nảy bộc trực, nhiều khi nói mộng suy nghĩ. Xin ông không giết nó. Bà râu này còn mặt mũi nào trên nhà ngõ? Tôi
sẽ chịu tội thay cho anh ấy. Cô định chết thay cho nó hả? Hy sinh. Hay đấy. Thời buổi này làm chó thì có thứ tình yêu đó. Chỉ cần ông giữ lời. Tôi muốn nhắn với chồng tôi vài lời, có được không? Được. Phi à, từ nhỏ em đã sống trong bóng tối. Cho đến khi gặp anh, em đã luôn sợ hãi. Cho đến khi có anh bên cạnh, anh luôn bảo vệ em, chăm sóc cho em, dạy em mạnh mẽ vượt qua tất cả. Cảm ơn anh, ánh sáng của cuộc đời em. Em tự nguyện nên anh đừng đi trả thù. Em không muốn tay anh dính máu. Cho dù là máu của những kẻ tàn ác này, mày quá là một thằng khốn may mắn. Ba con vợ mắt xanh mỏ đỏ của tao không bằng con vợ mù của mày. Tao đã cho nó hai lựa chọn. Đáng lẽ nó phải gian sinh tao để được sống. Thật không ngờ nó dám chết thay cho mày. Khoảnh khắc đó thật là đẹp. Tao chưa bao giờ nhìn thấy. Giết tao đi, thằng lưu manh cặn bã. Sao Huyền, chúng ta phải quay lại.
trời. Tôi sẫm đi khi người nỡ xa rời. Tôi nhìn em như cánh hoa đang dần tan đi. Còn đâu ngày tháng thấy nhau cười tươi bên trăng bừng sáng. Nhớ đến hao gầy cho hỏi đến đâu để tìm thấy nhau. Quá nhiều điều mình còn hẹn mãi sau, mong nguyện ước cho tình thêm lâu. Nhưng sao chẳng may lạc lối. Xa và không rời, từng nỗi đau như đang cào xé. Mình không nhớ là mơ chẳng kết bên nhau. Nắng mưa tan hoang cũng dần dần đi mất. Nếu chúng ta còn duyên, chắc sẽ mau tìm lại. Mình tìm thấy nhau trong cuộc tình thiêng liêng từng dành hết.